could be us. So back to what I was saying. Could be us. Triệu Lệ Dĩnh hóa chị đại cực quyến rũ trong trailer mới của Dã Man Sinh Trưởng. Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim Dã Man Sinh Trưởng nhận được vô số lời khen ngợi. Cách đây không lâu, Triệu Lệ Dĩnh tái xuất màn ảnh nhỏ với dự án truyền hình đầu tiên mang tên Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Tuy không bạo như mong đợi, thế nhưng bộ phim này cũng đã giúp công chúng có cái nhìn khác về nàng tiểu hoa 85 này. Mới đây, dự án chính kịch thứ hai của Triệu Lệ Dĩnh là Dã Man Sinh Trưởng cũng đã công bố trailer và chuẩn bị được lên sóng. Hết thời làm gái quê như Hà Hạnh Phúc ở Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, trong Dã Man Sinh Trưởng Triệu Lệ Dĩnh vào vai Hứa Ban Hạ, một cô gái thông minh, bản lĩnh. Là một doanh nhân thành đạt vậy nên tạo hình lần này của nàng tiểu hoa cũng vô cùng khác biệt. Rời bỏ phong cách gái quê, những bộ trang phục sang trọng, kiểu tóc, cách trang điểm thời thượng giúp Hứa Ban Hạ vừa xinh đẹp quyến rũ lại vừa ngầu, từng ánh mắt, cử chỉ của cô nàng đều toát lên phong thái chị đại khiến nhiều người phải lép vế. Bên cạnh tạo hình cực ngầu, Triệu Lệ Dĩnh còn gây ấn tượng bởi lối diễn xuất chân thực, tự nhiên. Không khó để thấy, nàng tiểu hoa ngày càng chắc tay trong khoảng tái hiện nhân vật trên màn ảnh. Nhiều người cho rằng, nếu Dã Man Sinh Trưởng gặt hái thành tích tốt thì Triệu Lệ Dĩnh sẽ vươn lên thành tiểu hoa đứng đầu lứa 85, vượt mặt cả Dương Mịch. Nhìn Hứa Ban Hạ mà mê luôn, đúng chuẩn bà chủ thông minh, ngầu và bản lĩnh, mong chờ Dã Man Sinh Trưởng sớm lên sóng. Mong bộ này hơn cả Hạnh Phúc Đến Vạn Gia nữa, hy vọng phim có thể gặt hái thành tích tốt. Lần này chắc chắn sẽ chuyển hình thành công. Nhan sắc Triệu Lệ Dĩnh trong bộ này nhìn mê thật chứ, đẹp quyến rũ và cực kỳ sắc sảo. Nhìn tạo hình thôi là đã hóng phim lắm rồi. Được biết, Dã Man Sinh Trưởng hiện đang tranh thủ giành suất chiếu đài, liệu phim có thể giúp Triệu Lệ Dĩnh chuyển hình thành công không vẫn là ẩn số lớn.